Hello cả nhà, tối nay em sẽ làm bộ móng dipping, móng medium and coffin nail ha. Thì trước tiên khi mà bắt đầu làm dip á, em phải thường push cái critical lại. Và cái này là cái cách mình làm trong tiệm bình thường của mình. Khi mà push lại vậy nè, thì lúc mà mình giũa để mà mình clean cái critical người ta nó sạch hơn. Với lại mình đẩy lại vậy thì cái da của người ta nó sẽ mấy cái da chết á nó sẽ đi ngược lại và cho cái móng của người ta nó dài ra hơn. Tối nay em không biết tại sao trên cái màn hình của mình nó lại có một cái black line nhìn nó lạ quá nè. Mấy anh chị thấy không, em đẩy lại cái thấy cái móng của người ta nó dài ra được thêm chút nữa mà nó gọn nữa. Chút nữa khi mà mình làm xong mà mình có cắt da đó thì nó cũng dễ hơn cho mình. Em là luôn luôn là làm cái step này, không bao giờ bỏ qua cái bước này. Hồi xưa thì mình làm mà không có làm bước này, làm nhanh lắm, nhưng mà sau này tự nhiên khi mà làm xong mà thấy quen á, thấy nó sạch là mình sẽ bắt đầu tiếp tục làm như vậy. Hello chị Thanh Tú à, và tối nay thì em sẽ làm dipping móng medium với cái tất cả các essential của 4 dip để cho mấy anh chị coi cái cách làm của mình. Và đây cũng là cái cách làm mà công ty mình recommend để làm, để tránh những trường hợp giống như là nó mỏng, nó nứt, nó không đủ essential, nó không có khô, nó cũng bị nứt. Và em xài chung với cái màu Starbucks, màu số 11 của Starbucks, Starbucks Collection, zBlend. So, bây giờ sau khi đẩy da đó, mình sẽ dùng đầu medium để mà mình giũa. Thì khi giũa cái này nè, em đi cái đầu giũa rất là chậm để chủ yếu nó đi cái phần da chết xung quanh cái móng này thôi. Nhanh hơn chút xíu, mình đi khoảng số 2 của máy chứ mình cũng không có đi nhanh lắm. Rồi, và mình đi sơ qua. Mấy anh chị thấy khi mà đẩy da lên rồi cái nó hở ra đó, mình giũa nó dễ lắm. Thì cái này mình giũa rất là nhanh để cho nó không có bị mỏng móng người ta. Mình chỉ cần giũa sạch cái da chết là được rồi, không cần phải giũa cái mặt móng nhiều quá. Quan trọng vẫn là cái cuticle, tại vì móng nó có bị lip hay không nó lip từ cuticle, cho nên là mình giũa cái phần cuticle cho nó sạch là được rồi. Và tối nay thì cái móng này coffin cho nên là em phải gắn móng tí xíu. Và cô bé này chuẩn bị đi học lại cho nên là muốn móng có một tí xíu rhinestone lấp lánh, thì sẵn em chỉ luôn cái cách gắn hột xoàn trên đít làm sao cho nó giữ được lâu quá. Rồi sau khi giũa móng xong á, thì mình sẽ phủi bụi và bắt đầu mình gắn cái tip. Ok, move this one down a little bit. Khi mà mình xài cái này thì mình có thể xài cái tip thường, và em gắn thì em có thể gắn bằng chai số 2 của dipping cũng được. Mình có chai glue thì càng tốt, còn không mình gắn bằng chai số 2 của dipping cũng không sao ha. Em gắn bằng chai số 2 của dipping nhiều hơn là gắn bằng glue. Rồi đối với móng dip á, thì em gắn có thể là vừa chứ không có gắn thiếu được, tại vì gắn thiếu đó mình không có giống như đắp bột, cho nên gắn thiếu rất là khó để mà mình fix, cho nên lúc nào gắn là cũng gắn vừa hết á. Ok, cho em lấy chẹt glue cho nó nhanh, cái đít thì nó hơi lâu khô hơn cái glue tí xíu. Mẹ ơi, giúp con lấy giùm cái chai cái ống keo, ống glue ngoài xe. Cái này cho em cho tí xíu số 3 ha. Rồi mở cửa xe ra cái chỗ mà để chính giữa để chai nước uống á. Nó có cái ống cỡ ngón tay út mà. Này em bỏ số 3 lên em gắn cho nó dính. Hello Vicky, hello mấy anh chị. Dip thì mình chọn cái móng cho nó vừa hoặc là nhỏ hơn tí xíu thôi, đừng có nhỏ hơn quá.
tí xíu 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 thôi, tại mình cũng phải giũa cái móng cho nó gọn vào á. Còn nếu mà nhỏ hơn nhiều quá thì nó dễ bị thiếu móng. Nó có mẹ là có tất cả đấy. Ước lưu là có lưu liền. Hello anh Kevin, chiều nay không đi ăn sao mà lên coi like? Hay là vừa coi vừa ăn đấy? Rồi ở đây là cái bước mình gắn tiếp trước khi mà mình chuẩn bị đít ha. Thì cô bé này trước đây cũng là xài đít mà cũng gắn thiếp luôn, tại vì nó có một lượng khách là khách trẻ. Úp. Có một lượng khách trẻ thì họ sẽ xài móng hơi dài hơn tí xíu, có thiếp và làm đít. Còn những khách văn phòng thì đa phần là họ cứ xài móng thật của họ thôi. Trời ơi, nói chứ đang like mà đem cái chủ đề ẩm thực lên đây là hồi là ngồi nuốt nước miếng ực ực, nói chuyện không được luôn á. Kevin đừng ác quá nhé. Ok. Vậy cái ngón này nó bị dính vào cái tay em nhiều hơn dính cái móng người ta nè. Sợ nhất là nó bị dính lên cái da mình á. Khi mà mình dở cái tay lên cái móng tiếp nó đi theo mấy anh chị. Cái glue nó dính lên cái ngón tay của mình á. Móng này nó hơi nhỏ tí xíu. Khi mà cái móng mà nó hơi nhỏ mà mình đè xuống nhiều quá cái bắt đầu nó không có dính. Nó bị giống như nó bị bung lên á. Ok. Hôm nay chủ nhật mọi người có đi đâu chơi không? Hello chị Trâm Cherry. Trời ơi, nghe idol làm em hết hồn, làm em rung á, hồi em rung em điếc không được luôn á. Sáng em mới đi chợ thì cũng có một chị nhìn em biết liền Ngân, xe 2 là mình vui dễ sợ. Nếu như khi mà trên live thì nói chuyện với anh chị hoài, xe 2 hoài mà chưa bao giờ gặp bên ngoài á. Lâu lâu đi chợ đi đâu mà gặp người này người kia mà người ta nhớ mặt mình hay là người ta biết ra mình á, thấy nó vui lắm. Ít gì cũng có người nhớ tới mình. Ok, xong rồi. Xong phần gắn móng là bây giờ em sẽ bắt đầu chuyển sang cắt móng và xếp ha. It's kind of like short, right? Body short? Mm-hmm. You see Mary nails? Yeah. I see all we have long nails. Rồi sau đó mình sẽ cắt cái móng cho ngắn lại. Thực là khi cắt cái bàn bên này thì em cũng nhắm chừng thôi chứ không có canh chính xác nữa, tại mình ngồi mình canh chính xác nó lâu lắm. Trời ơi, chị mà em ở thêm bà, tụi em cũng đang cần thợ chân tay nước với thợ bột design đây. Anh chị nào mà ở gần đây đó thì có thể làm chung với cái team của tụi em. Trẻ trung, không có nhức đầu, thoải mái lắm. Ok, rồi sau đó thì mình sẽ dùng cái... Không, em nói thật nha, anh chị nào mà ở thêm bà mà đang kiếm việc làm chân tay nước hoặc là làm bột design á thì có thể
tham gia chung với team của tụi em. Có hai tiệm luôn, một tiệm là chuyên về chân tay nước, một tiệm chân tay nước và design đủ thứ chân tay nước, tiệm là chân tay nước với dip. Mình cắt hai bên móng vậy nè để cho nó gọn lại trước khi mà mình dũa, tại mình sẽ dũa xếp trước khi mình dip, để dip xong mà dũa nó bị, nó sẽ dễ bị mất bột, mà nó sau khi dip thì dip hay đắp gì cũng vậy, sau khi dip và đắp là em cũng ít khi nào em dũa nhiều lắm, nó mất thời gian của mình khi đó cái móng nó dày rồi. Cho nên bây giờ là lúc mà mình cắt, mình dũa, mình tỉa, mình làm gì đó mình cứ làm đi ha. Trời ơi, em là em có chi nhánh xuống dưới hả chị, ở trên thêm bà không là em nó mệt xỉu rồi. Nào chị có lên đây thì chị kêu em giùm nữa. Bao nhiêu một bộ dip hả chị? Nó có 6 đồng một chai thôi chị Johnny. Thì chị chỉ cần 4 chai là đủ rồi. À, khách bên em á, thì em hay nói là mấy chị thử trước mọi thứ một chai đi. Thực sự xa 24 đồng để mình thử một bộ dip á. Nó quá là rẻ cho mình. Rồi mình dũa. Is that you want shorter or it's okay like this? It's okay. It's okay. Mm-hmm. I want to make sure. Okay. Mình sẽ hỏi khách trước khi mà mình make sure là cái shape nó okay, để thôi mình làm hồi mà cổ kêu mà ngắn lên tí nữa cái bắt đầu mình phải dũa xuống nữa thì nó sẽ cực hơn cho mình. Mình dũa hai bên mỗi bên tí xíu cho nó vừa. Cái phô dip của mình á, ai mà xài rồi á, em bảo đảm là rất là thích. Tại vì nó không có cứng cỏ, cái đó là cái em thấy là quan trọng nhất á. Tại vì mình đang làm ngon lành mà tự nhiên cứng cỏ cái bị mất hứng luôn á. Mà mình bực lắm. Thợ thì bực mà chủ thì lại mất tiền, nhiều khi cứng xong cái bỏ qua rửa mà nó cũng không có vừa ý mình, rửa 2-3 lần thấy cái cỏ nó hết ngon rồi. Cái dũa này hả chị? Không, cái dũa này tạm thời mình chưa có. Em chuẩn bị có một loại dũa mà mình rửa lại được luôn. Tại vì cuối ngày á, nhiều khi em cũng hay, nếu mà xài mà mấy cái dũa mắc tiền á, thì mình dũa nó đã lắm. Nó cứng mà nó đã lắm. Nhưng mà mình bỏ thì nó uổng. Tại vì mình mua cũng đồng mấy, 2 đồng diện cây á. Cho nên là em hay rửa lại, chà rửa sạch sẽ lại cho khách họ nhìn, họ đừng có thấy dơ. 4 chai chị Phương Trinh, 4 chai không có free shipping chị. 4 chai thì mình cỡ 3-5 đồng, 3-5 đồng tiền ship nè. Bên mình 200 đồng là mình free shipping. Em sẽ dũa cái đường chính giữa cho nó mỏng xuống ha, và dũa cái đường này thì thường em đi cái đầu mịn á, để em thấy nó không có bị tưng. Cái này mình chỉ dũa cái móng giả thôi, mình cũng sẽ không làm cho cái móng thiệt của khách nó bị hư ha. Thay vì dũa cái mặt này thì em buffer cho nó nhanh. Tại vì mình đó, vậy là xong rồi. Em sẽ cần một cái cây chổi để quét sạch sẽ trước khi mà mình dip mặt trên mặt dưới. Mình không có muốn cái bụi dơ nó nhảy vào trong cái hũ bột của mình.
Rồi, cái này là cái bước chuẩn bị trước khi dip, và tới lúc dip thì sẽ nhanh lắm. Dip thì em sẽ dip từng bàn tay một, em không có dip hai bàn tay một lượt. So, ok, I'm gonna fold this one again. Cái miếng khăn này nó dài cho nên mỗi bước là em xếp lại. Trước tiên thì em sẽ đi cái số 1 ha, bond. Máy loại nào bền nhất hả? Máy bàn á. Máy mà cầm đi di động á, thì em không thích bằng. Cái máy bàn mà em xài chắc cỡ 5-7 năm rồi chưa hư nữa. Rồi. Bây giờ mình sẽ xài Natural Base. Trước khi xài á, lúc nào em cũng lắc cái hũ bột lên như này. Em mua trên cái web Big Towel Company á, thì nó ship là như là trên 200-300 gì đó, là free shipping ở Canada với Mỹ. Để mỗi lần em xài là mua tới 400-500 đồng tiền khăn, nhưng mà xài tới mấy tháng rồi. Rồi sau đó em sẽ xài chai số 2 ha. Chai này á, ai mà đã xài rồi thì sẽ biết, còn nếu mà chưa xài thì mình chỉ cứ thử đi. Chị thợ trong tiệm em á, hoặc mấy anh chị khác luôn, xài mà cứ refill hoài. Tới nỗi mà chỉ xài, mà có bữa em mượn cái chai của chị em xài á, em mới biết là chỉ refill 2 tháng rồi đó mà chưa đổi chai luôn, mà cỏ cũng không có bị cứng nữa. Là cứ mua chai lớn về refill vô hoài luôn. Cái này, cái móng này nó tương đối hơi dài cho nên là mình sẽ đi hai lớp base để mà mình làm nền ha. Lớp đầu em sẽ đi chính giữa thôi. Đi chính giữa thôi vậy nè, để cho nó đừng có bị bè, đừng có bị dày quá. Một lần em đi 4 ngón cũng được, không sao. Rồi sau đó mình nhúng. Và mình phủi bụi xuống một lượt. Sau đó em đi thêm một lớp nữa, nó cao hơn tí xíu nhưng mà cũng đừng có đi ra tới miếng ngoài, nằm bên trong đây thôi. Cái này thì em sẽ đi hai ngón thôi ha. Nó nằm bên trong để chủ yếu là cho cái móng của mình nó dày thôi, nó đủ để support cái móng, tại vì mình gắn móng thiếp đó mấy anh chị. Còn nếu như mình không gắn móng thiếp đó, thì mình không cần. Nằm bên trong thôi ha, đừng có cho ra ngoài, mắc công một hồi cái móng của mình nó bị bè. Em nằm bên trong thôi nè. Rồi sau đó em sẽ nhúng gõ. Rồi ở bên này thì em sẽ đi luôn cái lớp nền của tay bên này. Lớp nền thì mình đi lần hai tay không sao, đi đường chính giữa thôi, để cho mình build cho chính giữa cho nó có, tại vì móng cua này nó cũng tương đối là nó phẳng nữa. Một ngón, hai ngón, ba ngón, bốn ngón. Rồi sau đó mình sẽ phủi một lượt ha. Rồi tiếp tục mình đi ra ngoài cái đó một tí xíu, tại vì mình cũng không có muốn cái đường chính giữa của mình nó nổi lên nhiều quá, cho nên lớp thứ hai á, mình muốn cho nó cong từ bên trong ra bên ngoài, nó đi đều con đường, thì mình sẽ đi ra ngoài hơn chút xíu, và cái mí chính giữa này mình cũng sẽ đi cao hơn chút xíu. Đây nó cũng cao hơn chút nè, vừa ra tới mí nhưng mà nằm trong mí thôi, đừng có bị tràn ra ngoài mí. Nhúng để mình build cái lớp nền của cái móng người ta cho chắc ha. Nên chị thấy là nằm bên trong cái mí tí xíu thôi nhé. Rồi cái móng này á, mà mình làm mỏng quá thì nó sẽ dễ bị nứt, dễ bị gãy lắm, tại vì móng người ta nó có extend ra. Nước số 2 không bị mau khô hả? Nước số 2 của mình là chị xài cọ, là em bảo đảm chị không có bị cứng cọ. Nhiều khi xài mà đang xài mà cứng cọ mình bị bực bội lắm. Ok, để em coi mình có cái clear đều màu nào đẹp đẹp để đi với cái này không không. Mình sẽ đi một ngón, mình sẽ đi một ngón clear đều màu này ha. Và em cần có cái bột
Natural. Ở đây thì em sẽ cần có cái bột clear để mà mình phủ. Rồi tới này là khi mình nhúng màu, em đang xài bột này là bột zBlend ha. Và số này là số 11 của Starbucks Collection. Trước khi mà nhúng thì em lắc cái hũ bột lên cho nó đều. Cây cọ của mình xài là rất là sướng, nó không có bị cứng. So lớp đầu tiên thì em sẽ đi 80% của móng. Và vuốt hai bên cho nó mỏng. Sau đó mình nhúng. Mấy anh chị thấy rõ không? Này cũng vậy. Cái đặc biệt của mình là cọ không có cứng mà nó bền lắm. Tới nỗi mấy cái bài post mà của tụi em á, là hay có mấy chị mà xài sản phẩm cứ lên nói trời ơi nó bền 3-4 tuần, nhiều khách đi tới 5 tuần luôn rồi lấy gì em ăn. Nhưng mà cái lượng khách mà đi 4-5 tuần quay lại thì nó rất là ít. Tại vì cỡ 2 tuần á, là móng người ta đã mọc ra là người ta cũng đã quay lại rồi. Trừ cho mấy người nào mà giống như là phải nói là kẹo lắm, mấy tới 4-5 tuần người ta quay lại. Rồi, cái ngón này thì em sẽ đi clear rồi, đi luôn màu này đi. Tối nay mình sẽ gắn hộp sòn thôi, mình sao không xài clear rồi đó. Tại vì em nói là em sẽ chỉ cho cái cách gắn hộp sòn ở trên dip để cho nó chính xác á. Vuốt hai bên cho nó mỏng giúp em. Dip thì em thấy nó cũng more about how, cái cách của mình apply á, để cho cái móng của người ta nó có bị dày, bị thô hay không. Sau khi đó thì mình sẽ phủi bụi đi để cho nó đừng có bị dính bụi vào cái cọ của mình ha. Và lớp kế tiếp em sẽ đi 100% móng nè, vuốt hai bên đây. Mấy anh chị nào mà xài 4 dip á thì làm theo cái cách của em chỉ dùm, đừng có bỏ cái step nào hết. Tại vì bên công ty mình cũng thử rất là nhiều cách để kiếm ra cái cách nào mà nó work tốt cho cái sản phẩm, nó không có bị tránh những cái trường hợp giống như là nứt gãy hay là đa phần là thuộc về nứt. Thì mình cũng thử và xài rất là nhiều hiệu luôn. Tại vì trong tiệm á thì mấy anh chị cũng biết là tiệm nail bây giờ tiệm nào cũng cả ngàn màu chứ không có dưới ngàn màu, cho nên mình xài nhiều hiệu lắm. Em xài SNS, có SNS OPI, Body, chisel. DC cũng có. Nói chung là mình xài đủ hiệu hết để cho khách họ có nhiều chọn lựa. Thì cái cách này của mình để cho cái 4 dip nó work với tất cả các hãng á, thì cái cách này của mình là cách tốt nhất, cho nên là mình đừng có bỏ bước nào khi mà mình xài ha. Mình sơn cho nó mỏng, nó đều thì mình nhúng nó không có bị dùng. Cây cọ của mình nó giống như là cây cọ của OBI vậy đó, nó xòe đều ra, nó dẹp mà nó xòe, cho nên là mình xài rất là dễ. Mấy anh chị biết trước đây khi mà cái 4 dip mình chưa có cái 4 dip mới này á, em cũng có thời gian 4 dip cũ nó hết thì em cũng có mua loại khác cho thợ tiệm em xài. Thì tiệm em có một tiệm là thợ Mỹ 100% à, tay nghề của họ không có như người Việt Nam mình đâu. Họ tay nghề dở lắm. Mà làm dip á, mình làm cứng cọ mình bực nhưng mà mình vẫn còn patient để mà mình làm. Đó là người Việt Nam mình á, đỡ cái là vậy. Còn mấy anh chị biết thợ Mỹ mà nó làm mà cứng cọ ha, rồi nó làm mà không top coat mà không bóng ha, là nó không chịu làm nữa mấy anh chị, không chịu làm nữa. Khách mà complain một lần thôi, tại vì nhiều khi làm cứng cọ rồi ngồi làm lâu quá đó, hoặc là top coat không bóng không khô á
Nó ngồi nó làm lâu quá, khách complain cái nó ngưng làm nữa, không làm nữa. Làm cho mình bị thiếu thợ, đuối luôn á. Nhưng mà sau khi có cái for deep này vào, họ làm dễ. Cho tới nỗi mà em phải năn nỉ là thử lại đi. Thử lại rồi thấy thích rồi mới chịu làm á. Em nói mà cái solution này mà người mà thợ Mỹ của em làm được và người Việt Nam mình không ai em làm được. Nó dễ xài tới vậy á. Ok. Mấy anh chị thấy nhúng xong nó ra nó đều không? Nitrile powder hả chị? Yeah, nitrile powder xài ok á, em cũng có xài nitrile. Màu của họ được nhiều lắm, 400-500 màu gì á. I wish you would speak English, I would understand more. Karen, we will set Friday for no, not Friday. Start next month. We will set Thursday for English version. And me and more educator gonna do video because my English is not very very good. So I hope you guys gonna understand. Ok, mình nãy giờ mấy anh chị nhớ mình làm bao nhiêu lớp chưa? Mình đã làm 2 lớp B rồi. Tại vì móng này là móng bột cho nên là mình mới làm vậy. Còn nếu mà móng thường trên tay khách á, thì mình chỉ làm 1 lớp B thôi. Và em đã làm 3 lớp màu rồi ha. Thì bây giờ mình sau khi 3 lớp màu á, nhớ là 3 lớp màu giùm em, đừng làm 2 lớp màu mỏng quá nha. Thì em sẽ vẫn đi lại cái số 2 nữa nha mấy anh chị. Cái này là cái em muốn mấy anh chị lưu ý nè. Vẫn đi lại số 2 của mình. Vẫn đi lại số 2 bình thường giúp em. Cái này có nhiều anh chị thắc mắc là tại sao phải đi lại số 2, mà sau khi đi số 2 đi số 3 liền nó có cứng cọ hay không, nó có hư cọ hay không, và nó có ảnh hưởng gì tới cái essential của mình hay không. Thì mấy anh chị thấy là trên cái móng mà em đang apply á, trước khi em apply thì nó có một lớp bột khô, mấy anh chị thấy không, một lớp bột khô nó trắng trắng đó. Sau khi mà em apply cái số 2 á, thì cái lớp bột khô nó thấm hết vào cái nước số 2 rồi, đây nè. Cho nên là nó ra đúng cái màu vàng của nó, đúng cái màu nâu của nó. Thì cái lớp bột khô này nếu như mà mình làm không có cái móng mình làm mà không có đủ nước á, thì nó cũng dễ gây ra cái trường hợp bị nứt. Nó giống như là xây nhà mà họ xi măng mà khô quá đó, nó cũng bị nứt. Thì mình phải cần cái lớp thêm một lớp số 2 nữa chắc ăn, để là cái móng của mình nó không có nứt. Và sau khi xong á, em sẽ xài activator liền luôn, em không cần đợi. Tại vì cái này là mình không có cần phải quét như là mình không có cần phải quét giống như là mình quét cái nước sơn. Cho nên là mình để lên vậy nè, mình chỉ cần quét phớt phớt ở trên thôi. Thì cái nước nó đã loang ra đều nguyên cái móng rồi, thì nó sẽ không có làm ảnh hưởng tới cây cọ của mình. Và có chị hỏi thì như vậy thì nó có bị dơ cây cọ hay không. Thì mấy anh chị nhớ, nếu như mà mình lấy cái này mà mình quét lên bột á, thì cái bột nó dính vào cây cọ, mình nhúng vào cái chai thì nó dễ dơ. Còn cái này là mình quét lên cái base, thì cái base nó đâu có bột trên đó đâu, cho nên nó cũng sẽ không có bị khô, không có bị dơ cái cọ của mình. Thì mọi người yên tâm ha. Rồi xong cái móng này em sẽ bỏ qua một bên. Hello chị Vi Ngọc Nguyễn. Dạ đúng rồi chị Thảo Vũ. Gel của Nitrile thì em chưa xài, tại vì cái dòng đó dòng mới, em chưa xài qua gel của Nitrile cho nên em dám recommend, chưa dám nói. Để em coi em thử đi. Lớp đầu thì em cũng sẽ đi 80% ha. Nhúng. Mình đi từng bàn tay á, thì trong khi mình làm bàn tay này, bàn tay kia nó đã khô rồi. Quay lại là chỉ dũa liền thôi, không có cần phải làm thêm gì nữa. Còn nếu như mà mình ngồi mình làm hai bàn tay lượt thì cái thời gian nhúng nó y chang nhau thôi. Nhưng mà kẹn cái là làm xong sau khi bỏ số 3 mình phải ngồi mình đợi vài phút cho nó khô, thì gì nó bị mất cái thời gian của mình. Làm deep này mà mình làm quen tay mình làm nhanh lắm. Một bộ thực sự ra 20 phút, 25 phút là chuyện bình thường cho móng ngắn đó. Tại đa phần khách mà móng gắn móng kiểu này thì ít lắm, mà chỉ có những cô trẻ lâu lâu, có mấy cô khách trẻ vào mới đòi gắn móng kiểu này thôi. Còn đa phần là làm trên móng natural. Móng natural thì mình xốc ra xong mình dũa là bắt đầu mình có thể mình deep được rồi. Rồi
cái solution của 4D đó, cái 1, 2, 3, 4 này của tụi em là cháy hàng liên tục luôn á. Tại vì mấy anh chị mua rồi xài good quá, cái để dành tại sợ cũng nhiều người bị rồi, tới lúc mà hết hàng gọi tụi em cũng hết hàng, cho nên là vậy thì mấy lúc bị kẹt vô cùng luôn á. Trong tiệm thì mình xài mấy cái solution này mình xài như nước uống vậy đó. Em tiệm em chai refill mà cứ fill liên tục. Lớp đầu mình làm 80%, lớp sau mình làm 100% giúp em ha. Hai bên mình vuốt cho mỏng nè. Đẩy dưới lên mà đẩy từ từ ha. Rồi. Em đẩy vào là hay đẩy vào cỡ góc 45 độ mà mình đẩy nhẹ thôi. Như là hũ bột á, mình xóc cho nó tơi lên. Rồi sau khi xong thì mình phủi cái bụi này đi nè, để cho cái móng người ta đừng có bị bụi nhiều quá. Thực sự là cái deep sau này nó cái lượng khách nó quá nhiều mà nó lại dễ cho thợ làm nữa, giống như là thợ hồi xưa thợ chân tay nước mà để build lên thợ bột á cực lắm. Còn bây giờ họ có deep thì họ chỉ cần làm gel tốt, sơn tốt là họ chuyển sang deep dễ thôi. Hai bên mình vuốt cho nó mỏng giúp em, cho nó gọn cái móng lại. Có mấy anh chị mà đặt câu hỏi á, mà em không có, em bị missing câu hỏi thì có gì em trả lời lại sau nha. Tại nhiều chị lần đầu coi video của Nail Job mà đặt câu hỏi cái em không có trả lời á, cái mấy chị buồn hay sao, mấy chị nói buồn không có mua hàng của Nail Job là không được trả lời câu hỏi hả? Không phải vậy, tại vì thực sự không mua hàng, nhiều chị không mua hàng mà gọi giao gì á, mà cái nào mà em trả lời được thì em cũng tư vấn hết à. Vừa làm like vừa nhúng vậy nè, nhiều khi quét lên đó mấy anh chị, hay là đắp bột để cục bột lên là phải tập trung vuốt cho nó khô cứng ngắc là thua luôn. Còn vừa phải liếc qua để nhìn cái camera, vừa phải canh góc độ để đừng có out camera, nó cũng nhiều thứ chi phối một lúc, nên nếu mà em có miss thì cũng đừng có buồn, em trả lời lại sau ha. Để có người đọc comment á mà em làm á thì nó nhanh hơn, nó dễ hơn cho em nữa. Khăn giấy hả, em mua trên cái gì Big Towel Company á. Rồi sau đó thì em sẽ đi lại cái nước số 2 thêm một lớp nữa ha. Vẫn là vuốt mỏng. Vuốt mỏng đều. Rồi, sau khi đó thì mình đi lại nước số 2 lần. Đi nước số 2 lần xong mình sẽ đi nước số 3 liền nhé. Aaron ơi, cái 4Deep, Essential này của mình làm trên SNS bình thường nhé. Tiệm em cũng SNS nhiều lắm. Thật sự á, tiệm mà mấy khu Mỹ Trắng mà làm Deep nhiều là đa phần OBI với SNS là xài nhiều nhất. Giống như là mấy người Mỹ Trắng thì họ thích stick với cái brand hơn. Mỗi lần mà mình muốn đưa vào một cái brand mới á, nó khó lắm. Mà mấy anh chị thấy là mình chỉ quét sơ trên mặt thôi. Tại cái này nó giống như là nước á, thì mình quét vậy nè, cái cọ của mình không có cần phải vuốt, giống như không phải cần sơn như sơn gel. Cho nên là cái cọ của mình cũng không có bị cứng, nó cũng bình thường vậy nè. Nó không bị cứng mà nó cũng không có bị dơ nữa. Top coat của em có cần vuốt không? Top coat có cần vuốt không là sao chị?
cái top coat của mình, cái top coat mà của 4Deep luôn á, xài cũng đã lắm, nó không có bị cứng cọ. Số top coat và số 2 của mình nó giống nhau á, nó không có bị cứng cọ. Ok, tới cái phần dũa Deep nè, em đang xài cái dũa này là 80-80. Cho nên là khi mà xài cái dũa Deep, phải nói thiệt là em không có thích xài 80-80. Mà lấy cái dũa cũ này ra chắc bị la thiệt á. 80-80 nó bị thô quá cho Deep, cho nên là mấy anh chị chịu khó cho em xài cái dũa cũ này nha. Thông cảm đừng có la giùm em. Nó cũ nhưng mà nó work good lắm. Tại vì nó mịn quá rồi. Khi mà xài mà Deep á, cái dũa nó càng mịn em càng thích, nó không có bị, nó không có bị chày hay là nó không có bị chốc bậy, nhất là mình dũa khi hai bên nè. Nó mịn xuống rồi cho nên là mình không có sợ. Rồi mình canh cái shape nó đều là được ha. Dũa hai bên gọn gọn nhẹ nhẹ. Thẳng hai bên cho cái góc nó thẳng ra là được. Hi Alex VN. Lâu quá không thấy Alex làm like. Rồi sau khi xong thì mình sẽ dùng cái chổi để mà vuốt cái này đi tí xíu. Hai bên hông hả? Nè em dũa nè, nó cũng đâu có bị mất nào nhiều đúng không? Khi bởi vì em mới xài, tại sao em cho coi hai cây dũa này luôn nè. Cái cây này nó cũ rồi, nó mòn rồi, nhưng mà nó mịn lắm, cho nên là khi mình dũa nó không có bị chóc nhiều. Sorry là hôm nay em phải xài cây cũ. Còn không bình thường em xài 180 để xài dũa Deep á, thì nó sẽ không có bị chóc hai bên nhiều. Còn cái cây này là 80, nó rất là sần. Thường 80 là em hay để đồ dũa bột acrylic mình đắp á, tại vì nó bị cái độ sần của nó nhiều cho nên là nó bị chóc. Nó ăn bột nhiều hơn, nó dễ bị chóc. Khi activator lỗi lớn refill, em order online mà hết hàng. Khoảng thứ 3 thứ 4 này mình có refill lại rồi chị. Rồi sau đó mình sẽ đẩy cái cuticle ngược lại tí xíu cho nó hở ra nè. Và mình để cái đầu dũa vào mình dũa. Lúc này thì mình chỉ dũa nhẹ thôi. Cho nó nằm sát xuống ha. Cứ nghĩ Deep nó y chang như bột vậy, nếu mình dũa không sạch thì nó cũng sẽ bị hở rất là dễ. Rồi. Vậy là xong rồi nè. Em không muốn phải dũa nhiều quá. Bên dưới này thì mình điên tí xíu thôi, tại vì cái Deep á, nó đỡ hơn cái bột, là bên dưới này mình không có bị dính bột nằm bên dưới á, cho nên là mình chỉ đi nhẹ một cái thôi nè. Em đẩy, khi mà mình đẩy cái cuticle người ta rồi, lúc tới lúc dũa này nè nó đã tách ra sẵn, thì mình để cái đầu dũa này mình đi nhẹ vào bên trong đây, rất là gọn và cũng tương đối là nhanh phải không mấy anh chị. Chỗ nào mà mình thấy nó dính da đó thì mình phải đẩy cái da ta ngược lại trước khi mà dũa, để cho nó đừng có bị dính. Ok, sau khi xong thì mình sẽ buffer luôn ha. Sự là khi làm Deep á, trước khi Deep thì mình dũa cái shape trước, sau khi Deep thì mình không có cần phải dũa nhiều quá.
Rồi. Chị Jay Tô ơi, chị còn trên online không? Chị xài phô điếp của mình như thế nào? Chị cho em review với nha, cho mấy anh chị mà chưa xài thì cũng biết ha. Thank you chị. Mấy cái da này chút xíu nữa mình có thể mình cut cho anh ta cho nó gọn lại. Còn không mấy anh chị thấy quay ngang nè, cái móng của nó đã đều rồi, thấy không? Nó không có bị sần, nó không có bị lẩm chẩm. Cho nên mình không có cần phải dũa nhiều quá. Rồi. Sau khi mà bên đó xong đúng không? Mình qua bắt đầu mình dũa bên này. Bên này nó đã khô rồi, cho nên là mình đâu cần phải đợi phút nào đâu. Cứ dũa liên tục hai bên, bên kia bên này, bên kia bên này. Thiệt luôn á, có ai mà chùm như ngon mới lạ đó. Nhiều khi xài mà mấy cái dũa tốt á, em xài xong nó cũ rồi nha, mà cũng chưa có dục, tại vì thấy nó vẫn còn xài được. Và cứ chà bỏ vô hộp, chà rửa rồi để khô, bỏ vô hộp tủ cất để đó. Khi nào mà những cái trường hợp mà bất đắc dĩ cần lắm, giống như trường hợp hôm nay đó, là lấy ra xài tiếp. Tới cây dũa mà em dục xong là chắc nó cũng dục là vừa, chứ không ai xài lại được nữa đâu. Bữa em có làm một cái video chia sẻ cái cách mà tháo bột điếp á, em post vào nhóm, không biết là có anh chị nào trên page không có coi được không, còn không thì để em post lại trên page của mình cho mấy anh chị coi. Nó có rất là nhiều cách, em thấy nhiều người cũng ngâm tô acetone rồi, mỗi người làm một cách khác nhau. Người có wrap bằng khăn nóng, em thì em hay quấn bằng mấy miếng phôi á, tại vì tiện mình treo cũng tháo bằng phôi, cho nên điếp là em cũng tháo bằng phôi luôn. Chen bùi hả? Không thiệt chị Chen, nếu như mà chị làm thợ đi nữa, nếu mà mình xài cái solution điếp mình đang xài á mà nó bị khó khăn cho mình làm quá đó, chị cứ thử xài 4 chai này đi. Rồi tại vì thật sự nếu mà mình làm thợ mà cái solution mà nó khó xài quá, tới lúc mình làm mình mất thời gian, nó cũng vậy à. Nó làm cho mình bị phiền đó. Nhiều khi nó bị cứng cọ rồi bắt đầu mình làm nó không khô đồ này kia đó. Cái khách người ta không có nghĩ là tại vì cái đồ mình làm, mà họ nghĩ là mình làm dở rồi mà. Lý do tại sao mà trước đây mấy cô thợ tiệm em từ chối không chịu làm điếp nữa là vậy đó. Bộ điếp của em, thank you chị Kim. Ở bên dưới này thì mình cũng để cái đồ dũa xuống dưới đây một tí xíu nè, cho nó gọn. Rồi. Đây là xong, sau đó thì mình chỉ buffer thôi. Trời, em xài đồ dũa thường thôi à. Cái đầu file bình thường thôi à. Tại vì nó lục, em dũa cho nó lục xuống á, cho nên là nhìn nó đã đúng không? Không có cắt tay người ta. Trời, ngân nhát cũng ngân đâu xài, dám xài đồ dũa bén không. Dũa bén cắt tay người ta mất công phiền lắm. Rồi sau khi xong thì em sẽ chùi bằng alcohol luôn ha. Tại vì mình không muốn cho khách đi rửa tay mất thời gian. Chai alcohol đây. Thì
thì ok, em sẽ nói luôn cái bước này. Sau khi đi khách đi rửa tay hoặc chùi alcohol, sometimes khi mà mình bỏ số 3 lại trước khi mình bỏ số 4 á, thì nó sẽ có một hai ngón nó còn hơi trắng trắng. Em không biết lý do tại sao nó hơi bị trắng trắng. Sau đó mới biết là có thể là do cái nước của nó chưa có khô đều á, có chỗ khô, chỗ chưa khô, cho nên là nó có cái trắng trắng vậy đó, nhưng mà nó không có vấn đề gì hết. Khi mà mình bỏ top coat lên là nó hết à. Rồi bây giờ em sẽ trim cái cuticle người ta luôn. Em tí xíu trước khi mà mình design. Bán lại đi là sao? Là sao anh vậy? À, bán cái đầu dũa hả? Không có đầu đó, không có đâu. Đầu dũa gia tài của em á, em phải đi năn nỉ xin người ta để người ta cho á. Mấy người mà làm đầu cũ á, không xài nữa, nhiều chị xài bén lắm. Hơi lục lục là phải quăng quăng bên, không xài được nữa. Thì mình đi kiếm cái người đó mình xin. Em đi kiếm cái người đó em xin. Hoặc là nếu mà xin không ai cho á, thì đi mua, đi vô nail shop mua cái đầu. Rồi sau đó cái mình lấy cục buffer mình dũa cho nó gọn đi, cho nó đỡ bén đi để mà mình xài. Rồi em tỉa sơ sơ ha. Này sau khi người ta dip xong mình ăn bộ dip cũng 45 đồng, là chưa tính có móng extend ra, vậy là em đã ăn 50 rồi. Và 50 mà thêm cái coffin nữa là thành 55 rồi. Mà mình không cắt cái tay người ta thì thấy kỳ quá. Nhiều khi dám lẽ có tí xíu gì mà kêu khách làm manicure. Tính ra mình chặt chém quá thì mình cũng phi bát. Rồi. Sau đó thì em sẽ đi activator số 3 luôn ha. Mẫu khăn giấy em đang dùng hả? Nè. Nó y chang như là cái khăn, nó dài y chang như cái khăn gội đầu của mình vậy đó. Cái khăn gội đầu, khăn lau mặt của mình vậy đó. Này nó mỏng lắm chị, cho nên là mình xài một lần là mình dục thôi à. Rồi mình xài số 3 mình đi đều ha. Anh chị thấy cái màu này đẹp không? Do you like this color? Mm-hmm. Yep, it looks so cute. Not too dark, not too light. Rồi bây giờ để em cuộn cái này xếp lại, để em cái nó đi, nó bị dính da cho nên mình sợ mình bị design nó bị dính. Rồi bây giờ mấy anh chị thấy là sau khi dùa khách đi rửa tay quay lại mình bỏ nước số 3, rồi sau đó em sẽ dùng glue gel, em sẽ dùng glue gel để em gắn hộp xoàn ha. Mình có thể đây coi, mình có thể xài top coat cũng được, nhưng mà em cũng không có recommend top coat cho dipping, tại nó rất là dễ rớt, cho nên là mình xài top của dip luôn. Thì ở đây á, là em có cái bộ hộp xoàn, cái này là của set mấy ta. Cái này nó bị mix, tại nó bị mix thì trong đây, trong một set của nó thì thường là nó có 16 kiểu, 17, 18, 19, 20 and 4 kiểu lớn nhỏ và đi chung với một cây ghép hộp xoàn nữa. Rồi glue gel thì chỗ nào mình bỏ hộp chỗ đó mình bỏ glue gel. Thì mình sẽ lấy một cái cây ghép hộp xoàn. Chỗ nào mình bỏ hộp xoàn, chỗ đó mình bỏ glue gel nha mấy anh chị. Nhớ cái điệp khúc đó luôn nha. Mà nhớ lý do tại sao mà mấy anh chị biết là em phải bỏ số 3 trước khi mà em gắn hộp xoàn không? Là để cho khi mà tí xíu nữa mình bỏ cái số 4 dip á, nó khô. Nếu như mà mình không bỏ số 3, tí xíu nữa mình bỏ số 4 của dip nhiều khi nó không khô.
Đó em đi 3 size 16 giữa. Ừ. 16 rồi cái hộp kế tiếp là 8 và cái này là hộp 3. 3 hoặc 5. Rồi mình đi cho nó thưa ra. Rồi qua cái ngón này cũng vậy. Ngón này thì em sẽ đi xung quanh cái cuticle thôi. Thì mình lấy cái glue gel để mà mình vẽ một đường xung quanh cuticle, gắn cái glue gel. Và tí xíu nữa mình đi cái top của dip lên đó, là nó sẽ cứng, mà phải nói là cứng forever luôn. Cho tới khi khách quay lại là nó cũng không có chóc nữa. Rồi mấy ngón này thì mỗi ngón em đi một hộp, rất là đơn giản. Rồi mình sẽ cho hơ đèn. Thì khách mà chịu design thì họ sẽ không có ngại hơ đèn, đó là nó thật. Trừ khi nào mà khách mà mấy khách mà họ không có muốn đeo design, họ đeo móng ngắn ngủng luôn á, họ không có làm design á, mà mình hơ đèn thì đôi khi họ không chịu, họ muốn giống như là dip 100%, không có muốn dính tới đèn thì mình không hơ đèn. Còn mấy cô bé mà trẻ trẻ đó thì cũng không có ngại đâu. Ít khi nào mà em thấy khách trẻ mà họ phản đối cái chuyện mà hơ đèn để khi mà mình làm design á, họ chỉ quan trọng là sao mà đẹp là được rồi, nít mà. Rồi ở đây em đi một cái hộp hơi lớn ở chính giữa ha, rồi phải đi thêm cái hộp lớn bên hông, tiền cái bên hông nữa, cái bên đây nữa, cái bên đây nữa đi. Rồi chấm để mình đi vào mấy cái hộp nhỏ. Rồi cái móng này thì mình sẽ đi một đường ngang chấm chính giữa, kéo qua hai bên chính giữa để ăn hộp. 1 2 3, bên này mình cần hai hộp nhỏ. 1 2 1 2. Rồi sau đó mình sẽ cho hơ đèn. Ok, you can switch. Rồi sau khi lấy ra mình sẽ bắt đầu mình cho top coat ha. Mình sẽ xài tiếp tục là cái nước số 4. Cái nước số 4 này là cái chai mới của em bị lạc là cho nên em phải xài là chai cũ. Chai cũ thì nó đậm, nó đặc hơn. Chai cũ thì nó cũng dễ bị cứng cỏ hơn. Chai mới mà số 2 và số 4 của mình là bảo đảm không có bị cứng cọ luôn. Ai mà xài chai for dip bây giờ á là bảo đảm không có cứng cọ. Mấy anh chị xài mà ai mà bị cứng cọ gọi là em đền luôn á.
làm sau khi mình bỏ số 3, mình bỏ số 4, mình bỏ số 3 10 ngón quay lại bỏ số 4 lên liền cũng sẽ không có bị cứng cỏ. Và cái độ ở thì nó ở với mấy anh chị 3-4 tuần khách quay lại không bị vấn đề. Khi cái này thì số 4 là mình sẽ phải đi xen kẽ vào trong mấy cái hộp này. Rồi. Oh no, we don't need this one no more. Dạ, cái gắn hộp xoàn chị có thể lên website nail job của mình đó chị. Chị bấm vô cái wax on picker. Rồi sau đó thì mình, mấy anh chị thấy không, em đi cái số 4 xung quanh cái móng, xung quanh cái hộp của mình. Sau khi mình đi số 3 rồi mình mới bắt đầu mình gắn hộp xoàn. Gắn xong, hơi đèn xong, đi ra đi số 4 thì cái móng của mình nó mới khô. Còn nếu như mà trước khi gắn hộp xoàn mà mình không đi số 3, tới bây giờ mình đi số 3 nó cũng sẽ hơi khó hơn cho mình. Rồi số 4 cho mình đi xen kẽ nha. Rồi qua cái thai bên này. Quay lại mình đi thêm một lớp số 4 nữa ha. Anh chị nào đang trên live mà đang xài cái solution của 4Dip mà thích thì cho em review với nha. Mấy cái hộp này thì mình đi xung quanh vậy đó. Nó có thêm một cái lớp số 4 nữa, nó khô vào xung quanh cái hộp là nó sẽ không bao giờ nó tróc luôn. Mình đi xen kẽ vào này. Rồi sơn số 4 là mấy gắn hộp xoàn nó nằm lên trên top thì nó dễ chóc hơn. Lý do mà em làm vậy thì em mới sơn cái số 4 là để cho nó có thêm một cái lớp số 4 nữa, nó cover xung quanh nè. Nên chị thấy không, khi mình đẩy lên sát thì nó sẽ có một lớp nó đi xung quanh cái hộp xoàn của mình thì nó giữ cái chân hộp xoàn dính chắc hơn. Nãy em nói gắn cái kiểu này là mình sẽ cho khách đi mà không bao giờ bị chóc luôn á. Rồi thường thì mình tránh là không có để glue hay gì nó cover lên cái hộp xoài, nhưng mà trừ cái trường hợp mà mình làm dip á thì mình xen kẽ nhưng mà nó vẫn có bị cover tí xíu thì nó không sao. Cái trường hợp này là mình giống như là ngàn trường hợp lẻ một cái trường hợp duy nhất thôi. Rồi sau đó mình sẽ để hơn 3 phút, đúng 3 phút là nó đã khô rồi. Dạ, chị đang xài 4Dip. Thank you chị Kim. Chị Kim thích không? Rồi đây là cái nguyên cái set mới của mình. 1, 2, 3 và chai số 4 nữa. Thì cái này đặc biệt là nó dính cho mình là 3 tới 3, 4, 5 tuần, nhiều khách đi 5 tuần quay lại cũng không sao. Và nó đỡ cứng cọ, xài mà cứ refill vô hoài luôn cũng không cứng cọ. Nhưng mà em á, thì em recommend là xài 1 tháng. 1 tháng nếu mà mình xài hàng ngày, xài nhiều á, 1 tháng nên đổi chai số 2 mới rồi fill, hả fill tiếp tục. Tại mình để mà cũ quá thì nó cũng không có tốt, nó cũng dễ, nó có cặn đồ bên trong, hoặc là khi mình xài nó có màu đồ này kia đó, nó cũng không có tốt cho cái dip của mình. Nếu mà mình để cái chai quá cũ mà mình xài lâu thì một tháng cứ nói với mấy anh chị chủ tiệm là thay chai mới cho mình. Rồi sau đó thì mình cứ để vô đó, mình refill, mình xài hoài. Thank you chị Kim. Chị Hồng. For deep. Rồi, sau 3 phút là nó đã khô rồi nè. Và rất là bóng luôn. Rồi sau đó thì mình sẽ đi cái cuticle oil.
Thật sự là làm dip rất là nhanh, nó nhanh. Còn hồi xưa thì em cũng không có thích dip lắm, tại vì mình đắp bột nó nhanh á. Với lại cái dip lâu lâu nó cứ hay bị cứng cọ hoài, cho nên cứ không thích xài. Mà sau này thì nó có cái đỡ cứng cọ thì mình xài nó dễ hơn, mình làm nó cũng nhanh hơn nữa. Lâu lâu mà bận khách, mà khách vào làm dip, ngồi xuống làm bộ mà móng ngắn nào chùi neo, nhiều khi 20-25 phút là đã xong rồi, phải không mấy anh chị? Em biết nhiều mấy anh chị làm dip rất là nhanh luôn á. Một bộ nó có 4 chai thôi chị, 1, 2, 3, 4 thôi. Và cái một chai của nó có 6 đồng. Mà chị xài nhiều thì bên em còn giảm giá nữa. Mua nhiều anh chị bên này là nhiều chị mua 200 chai là bình thường. Hoặc là mấy chị cứ mua refill suốt luôn. Ở trong tiệm mình mà xài mà dip mình xài nhanh lắm. Ok, now wrap it like this. Yes. Ok, keep them. Đây em cho mấy anh chị coi bộ móng của mình ngày hôm nay đây. Dễ thương không? Đây là bộ móng dip nè. Rồi, rất là nhanh để mà làm đó ha. Thank you mọi người đã dành thời gian theo dõi và cũng như là giúp em share video nhé. Để ai mà mới làm dip thì cũng biết được cái cách, hoặc là đang xài cái for dip á thì mình cũng làm theo cái cách như vậy, thì cái móng của khách họ sẽ giảm được những cái trường hợp mà nứt hoặc là gãy, đa phần là bị nứt nếu mà nó mỏng quá. Và đây là tất cả những cái essential hôm nay em xài. Rồi, for dip, thank you mọi người đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại vào tối mai. Màu này là màu số 11 của Starbucks Collection đó chị Hồng. Rồi, good night cả nhà.